Chào mừng quý phụ huynh và học sinh quay trở lại với tuần san giáo dục số 20 tuần 2 tháng 3 với những tin tức giáo dục nổi bật trên cả nước. Bản tin được phát sóng định kỳ hàng tuần trên hệ thống kênh của Học Mãi và sau đây là những thông tin đáng chú ý. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, các suất thi đánh giá năng lực tại Hà Nội gần kín chỗ sau một tiếng mở cổng đăng ký ca thi. Theo VN Express, thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cao kỷ lục. Dừng tuyển sinh lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên có gây sốc, thông tin từ báo Thanh Niên. Mở đầu tuần san, mời quý khán giả đến với tin tức. Các suất thi đánh giá năng lực tại Hà Nội gần kín chỗ sau một tiếng mở cổng đăng ký ca thi. 9 giờ sáng ngày 6 tháng 3, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục mở cổng đăng ký ca thi đánh giá năng lực HSA lần 2 cho các đợt thi diễn ra vào tháng 5 và tháng 6. Số lượng chỗ dự kiến cho các đợt thi này khoảng 51.800. Khi vừa mở cổng đăng ký, hệ thống tiếp tục gặp tình trạng nghẽn mạng trong khoảng 15 phút vì lượng thí sinh truy cập lớn. Thời điểm 9 giờ 42, có số lượng truy cập lớn nhất là 83.667 tài khoản, sử dụng 204.189 lượt truy cập trên nhiều thiết bị khiến các thí sinh bị gián đoạn đăng ký. Sau một tiếng, các suất thi đánh giá năng lực tại Hà Nội đã gần hết, đạt 99% số chỗ thiết kế của 6 đợt thi năm 2024. Cổng đăng ký thi đánh giá năng lực tiếp tục mở đến khi ca thi đủ số lượng thí sinh hoặc đóng trước 14 đến 18 ngày thi chính thức. Có thể thấy kỳ thi đánh giá năng lực Hà Nội năm nay đã hoàn toàn bùng nổ. Hai ca sáu nào đã sở hữu cho mình một suất thi thì cố gắng chiến hết mình nhé. Đợt thi đầu tiên đã tới rất gần rồi các em ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tin tức. Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cao kỷ lục. Khoảng 96.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, cao nhất từ trước đến nay. So với đợt 1 của năm ngoái, số thí sinh đăng ký tăng khoảng 5.000 người. Đây cũng là kỷ lục về số lượng thí sinh đăng ký dự thi kể từ năm 2018 khi kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức. Qua thống kê sơ bộ, 61 trên 63 tỉnh thành cho thí sinh đăng ký dự thi. Kết quả kỳ thi hiện được 105 trường đại học cao đẳng sử dụng để tuyển sinh, tăng 8 trường so với năm ngoái. Dẫu biết đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước, nhưng với số lượng thí sinh như thế này thì đúng là không phải dạng vừa đâu. Hai ca sáu nào có nguyện vọng vào các trường top đầu hoàn toàn có thể thử sức đăng ký và nước rút ôn tập ngay từ bây giờ nhé. Dừng tuyển sinh lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên có gây sốc là một trong những tin tức được dư luận chú ý tuần vừa qua. Hai trường trung học phổ thông chuyên lớn của cả nước là Hà Nội Amsterdam Hà Nội và Trần Đại Nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh có thể phải dừng tuyển sinh hệ trung học cơ sở năm học tới để thực hiện đúng quy định mới. Thông tin này xuất hiện đã gây sốc với không ít phụ huynh. Lâu nay, việc tuyển sinh vào lớp 6 của trường Amsterdam được áp dụng theo cơ chế đặc thù, dù không phải là hệ chuyên vì theo luật giáo dục không có trường chuyên, lớp chọn từ cấp trung học cơ sở trở xuống. Tuy nhiên, khối trung học cơ sở nằm trong trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã tồn tại hàng chục năm nay nên phụ huynh cũng mặc định đó là trường chuyên, năm nào việc tuyển sinh cũng vô cùng căng thẳng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm việc tuyển sinh lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thu hút sự quan tâm của khá nhiều phụ huynh học sinh. Trung bình tỷ lệ chọn lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa dao động xung quanh mức 1/8, với chỉ tiêu hàng năm khoảng 500 học sinh thì có khoảng 4.000 em đăng ký khảo sát. Chính vì vậy, trước thông tin việc tuyển sinh lớp 6 vào trường trung học phổ thông chuyên có thể phải dừng lại từ năm nay, phụ huynh có con em dự định tham dự tuyển sinh lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên đang vô cùng lo lắng. Trên đây là những tin tức giáo dục hữu ích mà Học Mãi đã tổng hợp nhằm giúp quý phụ huynh học sinh có cái nhìn tổng quan về tình hình giáo dục hiện tại. Cảm ơn quý phụ huynh học sinh đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở số tiếp theo được phát sóng truyền hàng tuần trên hệ thống kênh của Học Mãi.vn.